Như ngày xưa bé bé đấy, hay lắm. Lớn thế này để đạp xe ở mầm ấy. Nó đạp cái xe kia không? Xe bé nó đạp cái xe chị Khuê đạp rầm rầm ấy nhá. Ừ. Con thì đạp cái xe nó đồ như chị Khuê này ăn mừng. Đạp cái xe bé tí nó ngay mập mày. Khó. Xe của con ấy sao gì anh bấm? Xe của anh mập đấy, anh mập cho con ấy. Đạp đi, đạp đi, đạp đi. Con ừ. Nhà cửa sổ anh Thành kia đang bật điện nha. Nhìn kìa, muốn nhìn kìa. Ừ, biết rồi, biết rồi. Đạp đi, tập đi. Đạp xe biểu diễn như ngày còn nhỏ đấy. Nào có đăng video đôi cho mà xem. Này, đấy, úi giời. À, phải tháo cái dưới này ra. À, em tháo cái bánh dưới này ra thì nó... phải đi ra vòng ra đây. Tiếp tục. Nào đạp mạnh lên đây, tiến, tiến đây. Rồi, tốt đi, quay chào chào các bạn lên xong về. Đạp đi,